Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách kết nối điện thoại thông minh với TV để giúp cho các cháu học trên màn hình lớn cho đỡ ảnh hưởng đến mắt cũng như nhìn chữ cho nó rõ ràng hơn. Đầu tiên mình chọn cái phím Home trên TV. Sau đó mình chuyển qua phần kết nối, chính là cái biểu tượng nguồn. Ta chọn lên phần hướng dẫn kết nối. Hướng dẫn kết nối, ấn Enter. Rồi, ở trên đây nó sẽ xuất hiện là bộ điều khiển PC, thì mình chỉ quan tâm đến thằng thiết bị di động. Thì nó sẽ, bên này nó có chia sẻ màn hình, thì mình chọn cái đó, chia sẻ màn hình Smart View. Sau đó mình ấn Enter. Rồi, như vậy, người ta hướng dẫn mình kết nối. Bây giờ mình sẽ mở điện thoại để tìm cái thiết bị cần kết nối là TV. Rồi thì thông thường thì ở bên trên cái phần sổ xuống này nó sẽ có là cái phần phát màn hình. Đây, phần phát màn hình là cái chỗ này, thì mình chỉ việc chọn vào đây. Và khi chọn vào đây thì khi mình mở lên TV thì trong này nó sẽ có những thiết bị có sẵn, nó đang tìm. Và đây đã tìm thấy là TV của chúng ta đó là Samsung 4 Series 32 đây. Chọn vào. Rồi chọn vào đây, đây chính là màn hình điện thoại trên TV. Hoặc nếu như bây giờ mà chúng ta trên cái màn hình, trên cái thằng sổ xuống này không có, thằng này không có, thì chúng ta có thể vô cài đặt. Vô cài đặt. Rồi ta chọn là kết nối không dây. Rồi, ở đây ta có là phát màn hình. Phát màn hình. Ta mở lên. Rồi, máy sẽ tự động tìm thiết bị có sẵn. Và ta chọn Samsung Series 32. Rồi. Lúc này màn điều khiển của TV chính là màn điều khiển của điện thoại. Bây giờ vô họp, vô ta đi học online cho các con Google Maps. À, xin lỗi, ở trong lớp này thì có cái đường link cô đã cho rồi, thì mình vô đường link đó thôi. Đây là mình đang quay, yêu cầu tham gia.